Có thể tu 5 loại mắt để mau được viên mãn, có thể tu 6 phép thần thông để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn tam ma địa để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn Đà La Ni để mau được viên mãn, có thể tu 10 lực Phật để mau được viên mãn, có thể tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để mau được viên mãn, có thể tu pháp không quên mất để mau được viên mãn, có thể tu tánh luôn luôn xả để mau được viên mãn, có thể tu trí nhất thiết để mau được viên mãn, có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để mau được viên mãn. Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, nay ông mới có thể vì các Bồ Tát mà hỏi chỗ sâu xa, khiến các Bồ Tát an trụ trong đó, tu hành công đức mau được viên mãn. Này thiện hiện, chỗ sâu xa đó là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, tịch tịnh, niết bàn chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, các pháp như thế là chỗ sâu xa. Này thiện hiện, tên của chỗ sâu xa đã nói như vậy, đều chỉ rõ niết bàn là chỗ sâu xa. Khi ấy cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải chỉ có niết bàn mới gọi là sâu xa, hay còn các pháp khác cũng gọi là sâu xa? Phật dạy, này Thiện Hiện, tất cả các pháp khác cũng gọi là sâu xa.